Kính chào tất cả quý vị các bạn trong Hội Thánh Tin Kỳ và các bạn hữu xung vùng Bay Area. Chúng tôi hôm nay được ơn Phước Chúa để tiếp tục học hỏi lời của Ngài. Và đề tài của tôi ngày hôm nay chọn đó là Chúa chọn. Khi nói Chúa chọn có nghĩa là hoặc là chúng ta chọn Chúa hay là Chúa chọn chúng ta. Thì trong đề tài ngày hôm nay tôi muốn đề cập vấn đề này. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cùng nhau mở ra trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 3 đến câu 4. Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 câu 4 có viết như thế này. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ thiêng liêng ở trên nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy thì Kinh Thánh ngay cho chúng ta biết trả lời ngay câu hỏi tôi muốn đặt ra đó là Chúa chọn chúng ta hay là chúng ta chọn Chúa, thì câu trả lời là Chúa chọn chúng ta. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy thì đặt ra câu hỏi tiếp theo. Chúa chọn chúng ta để làm gì? Chúng ta vừa đọc qua từ câu 3 đến câu 9. Có nói về ơn Chúa Trời ban cho chúng ta là loài người được chọn qua Chúa Giê-xu Christ. Qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy thứ nhất, Đức Chúa Trời đã chọn loài người từ khi Ngài sáng thế, tạo nên vũ trụ, thế giới mà ban ơn cho chúng ta. Thứ hai, chọn chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh. Nên thánh ở trong Đấng Christ. Điểm thứ ba, nhờ Ngài mà tình yêu thương của Ngài đã cho chúng ta, đã làm cho chúng ta trở thành con nuôi của Ngài. Qua Chúa Giê-xu Christ. Điểm thứ tư, chọn loài người chúng ta theo ý tốt đẹp của Đức Chúa Trời để Ngài ban cho chúng ta ân điển, nhưng không, tức là vô điều kiện, qua con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Và điểm cuối cùng là điểm thứ năm, tóm tắt lại ơn phước của Chúa, của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là cái định mệnh cho chúng ta. Nhờ ơn Chúa Giê-xu chúng ta là loài người được cứu chuộc bởi huyết của Ngài, được tha tội theo ân điển dư dật theo lòng nhân từ bao dung của Đức Chúa Trời. Ôi Chúa ban phước chúng ta quá nhiều điều tốt đẹp. Tiếp tục, chúng ta sẽ sang cái bài học ngày hôm nay. Đó là bài đề tài đặt thêm một câu hỏi nữa là Chúa chọn chúng ta hay là chúng ta chọn Chúa. Trên thì chúng ta thấy rồi Chúa chọn chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta có thể đặt thêm một cái câu hỏi thứ hai là chúng ta có chọn Chúa hay không. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời, vì sẽ có nhiều người họ sẽ đặt vấn đề là nếu họ là những người vô thần hay là những người hữu thần. Kẻ vô thần thì tự nhận mình là Đức Chúa Trời, làm việc như Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để cho chúng ta tưởng rằng họ như là Đức Chúa Trời. Tiếp theo nữa, không tin Chúa và họ không cho họ là người khác hơn là ông trời của chúng ta, cho nên cho thế giới càng hùng mạnh hơn, tự do hơn, độc lập hơn, siêu cường hơn, vĩ đại hơn tất cả những điều mà Chúa đã ban chúng ta, bây giờ họ có thể làm cho nó hơn lên. Tức là thay mặt Đức Chúa Trời hay là họ là Đức Chúa Trời để mà có thể thay đổi được thế giới này, làm cho thế giới này tùy thuộc vào sự ý muốn của họ chứ không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy câu chuyện mà chúng ta đọc ngày hôm nay xin chúng ta cùng coi với nhau trong Mác đoạn 9 câu 15 đến câu 25. Chúng ta coi và xin mở ra trong Mác.
Xuất mát đoạn 9 từ câu 14 câu 25 viết như thế này. Đức Chúa Giêsu với ba người đến cùng môn đồ khác thì thấy đoàn dân đông vây quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với môn đồ ấy. Cả đoàn dân vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ. Thầy đều chạy đến chào mừng Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ môn đồ việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám. Không cứ chỗ nào quỷ ám, thì làm sao nỗi kinh phong sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ ngài đuổi quỷ ấy, xong đuổi quỷ không được. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến rừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Chúng bèn đem đứa con cho ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu tức thì quỷ vật mạnh nó. Nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được, việc gì xin thương xót chúng tôi giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp tôi trong sự không tin của tôi. Đây là một câu chuyện đã viết trong Kinh Thánh, câu chuyện Chúa nói là nếu Chúa muốn, họ hỏi Chúa là nếu Chúa muốn, nếu Ngài muốn, nếu ông có thể làm được, si tui per, neither you can, nếu thầy làm được thì chuyện đó rất là dễ, sẽ xảy ra cho Chúa. Câu chuyện thời sự mà chúng ta nhớ ngày hôm nay, tôi muốn kể cho quý nghe có một câu chuyện mà tất cả mọi người đều biết rồi. Đó là có một người tên là George Floyd đã bị chết khi ông ta đi mua một món đồ và trả tiền $20 giả. Cho nên qua $20 giả, ông đã bị bắt và đến một cái kết quả là cái người police bắt ông ta đấy đã đè ông ta xuống, đã đóng còng ông ta rồi, nhưng còn để cái đầu gối của mình đè lên trên cổ, và trong một thời gian ngắn ông ta đã chết. Câu chuyện $20 giả này đã làm cho câu chuyện trở thành một cái sự ồn ào trên toàn thể nước Mỹ này, xảy ra những cuộc biểu tình chống đối và sự chống đối về vấn đề kỳ thị chủng tộc, vấn đề màu da, vấn đề về quyền lợi, tất cả những điều đó. Nó làm chúng ta suy nghĩ điều này. Nếu đó là $20 thật thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì nó là $20 giả, cho nên cái sự giả này nó đi đến kết quả của nó là một sự thật rất là khủng khiếp, là chết người. Nếu dùng đô la thật thì không chết người, nhưng đã dùng đô la giả, chính cái đô la giả này mua cái sự chết người một cách khủng khiếp như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng con ma, con quỷ nào đó, cái điều gì đó đã xảy ra cho loài người chúng ta, dùng một sự giả để mà làm thành một sự thật khủng khiếp. Nếu $20 giả có thể trả giá để giết một người thì thật là ghê gớm. Nên chúng ta thấy rằng thế giới ngày hôm nay, $20 giả mang cái quyền hành chết người, đó là quyền mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, thì loài người đã dùng cái sự giả dối, ma quỷ dùng nó để mà giết người thật. Như vậy chúng ta suy nghĩ về điều giả và điều thật. Đồ thật là đồ mà làm ra đúng, còn đồ giả là đồ người ta gọi là đồ nhái, đồ xạo, đồ giả, đồ giỏm, đồ đéo, đồ thiêu, đồ mà chui.
Tất cả những cái điều đó đã xảy ra cho chúng ta trong thế giới ngày hôm nay. Xong đề tài mà về điều mà tôi muốn nói ngày hôm nay là sự thật và giả của loài người chúng ta, sự lựa chọn của chúng ta, lựa chọn để Chúa chọn chúng ta hay là chúng ta chọn Chúa. Ngày hôm nay họ chọn cái đồ giả để làm nên sự thật. Chính cái đồ giả này đã giết người chứ không phải là một đô la thật giết người. Trị giá của một sự giết người chỉ có 20 đô la, nhưng là 20 đô la giả, không phải là 20 đô la thật. Cho nên chúng ta thấy giả là không thật. Ma quỷ sai khiến chọn chúng ta trách nhiệm về vấn đề giả dối này. Trong Thi Thiên đoạn 52 câu 3 có nói là người chuông điều dữ và hơn điều lành, thích nói dối hơn là nói lời công bình. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 11 cũng nói về tật xấu của chúng ta, về cái tội như là ăn trộm, ăn cắp, nói dối, lừa đảo được xếp đoạn với nhau là nói dối. Như vậy thì tất cả những tật xấu của loài người được xếp liên tục với nhau, ăn trộm, ăn cắp, nói dối, lừa đảo, tất cả nó đều là sự giả dối hết. Sự giả dối đó là làm cho mỗi một ngày, một người con gái, họ viết cho một câu chuyện ở trong một báo tôi vừa đọc, thì thấy có một người con gái, cô ta bố là người da đen, mẹ là người da trắng, sinh ra cô thì là đương nhiên là màu da khác rồi, gọi là màu da, da nâu, da gì đó không biết, nhưng mà gọi là màu da. Thì mỗi một ngày cô đi ra đi vào và soi gương của mình thì thấy mình không giống bố, cũng không giống mẹ, bây giờ lại giống một cái loại người mà có cái màu da khác. Như vậy cô là thuộc về giống giống nào? Sự thật, sự giả và sự trộn lẫn như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng sự trả lời này ở trong Côlôse đoạn 3 câu 11 có nói như thế này: tại đây không còn phân biệt người Do Thái, người dân ngoại, chủ nhân, nô lệ, nhưng Đấng Christ là mọi sự, trong mọi sự là sự bình đẳng. Như vậy tất cả những điều mà tôi vừa trình bày nó từ trong Kinh Thánh, cho chúng ta biết rằng sự phân biệt chủng tộc, sự phân biệt màu da, hay cô bé này nói về màu da của mình, mỗi một ngày đi ra đi vào soi gương thấy mình không giống bố mà cũng không giống mẹ, như vậy giống ai? Và cô có quyền để sống trong cái thế giới này không? Như vậy cái sự mà màu da mà loài người chúng ta có ngày hôm nay nó là kết quả mà của ông tổ của chúng ta trước kia, khi Đức Chúa Trời đưa họ vào trong đất hứa thì có nói là đừng có liên hệ và sinh hoạt trộn giống với những người ngoại đạo, những người láng giềng. Nhưng ông tổ của chúng ta đã không chịu để cho con cháu lai giống, cho đến ngày hôm nay chúng ta có nhiều người màu da như chính cho tôi đây chẳng hạn, màu da vàng, màu da màu, màu da khác biệt với màu đen, màu trắng mà có gốc khác mà chúng ta không biết có phải thật là chỉ có hai giống này không ấy thôi. Nhưng có một điều này là sự trả lời cho câu hỏi là có phân chia giai cấp, màu da, sắc tộc, chủ tớ, dân thuộc địa, từ hay là dân buôn bán thực địa, chúng ta có thể chia nhau thành những giai cấp đó trên thế giới ngày hôm nay hay không? Thì câu trả lời trong Côlôse đoạn 3 câu 11 nói như thế này: tại đây không còn phân biệt người Do Thái, dân ngoại, chủ nhân, nô lệ, nhưng Đấng Christ là mọi sự, trong mọi sự chúng ta được bình đẳng giống như nhau trên trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chọn chúng ta và ngày hôm nay nó có những cái hiện diện của chúng ta trên thế giới này là một sự hiển nhiên hay là một sự đã tạo thành nên các cái khuôn mẫu mà chúng ta có trên mặt đất này. Và nước Hoa Kỳ này là nước hợp Trung Quốc, có nghĩa là tất cả những giống dân khác nhau có thể về đây sinh hoạt. Cho đến những ngày mới đây có những chuyện làm chúng ta sẽ suy nghĩ lại vấn đề về kỳ thị chủng tộc. Chúa chọn, Chúa cho cái cộng đồng chúng ta được mọi sự, mọi người được bình đẳng. Chúng ta không phân biệt nòi giống, chúng ta không phải là những người racist, tức là những người phân biệt chủng tộc. Chúng ta có một ông tổ là Đức Chúa Trời, chúng ta không biết ông tổ đó là màu nào, da trắng, da đen hoặc là da màu, nhưng chúng ta biết chắc rằng dân da màu có nhiều
và nhiều nhất trên thế giới ngày hôm nay. Như vậy thì Chúa chọn chúng ta để làm gì? Không phải chọn chúng ta để chúng ta phân biệt nhau màu sắc, nhưng mà Chúa thì gọi là chúng ta là: hỡi người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy kết hợp chúng ta lại, kêu gọi chúng ta đoàn kết lại với nhau. Nhưng ngày hôm nay, sự đoàn kết đó nó trở thành một cái điều mà khác lạ trong cái thế giới mới ngày hôm nay, mà tôi sẽ nói chuyện đó sau này. Như vậy thì Chúa chọn chúng ta hay là chúng ta chọn Chúa? Ngay từ bài học hôm nay, theo Kinh Thánh thì nói rằng Chúa đã chọn chúng ta. Còn chúng ta có chọn Chúa hay không? Hai câu trả lời. Câu thứ nhất, có. Chúa có chọn chúng ta như đã chứng minh rồi. Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Chúa yêu chúng ta cho nên muốn chúng ta có sự sống đời đời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó không sự hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy là chọn cho tất cả chúng ta là hễ ai tin con đó, chứ không phân biệt là trắng tin hay là đen tin hay là màu tin. Tất cả những người tin Chúa sẽ được cứu. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta có được cái câu trả lời có. Bây giờ còn câu trả lời thứ hai là không. Chúng ta không chọn Chúa. Hay là nói cách khác, nếu chúng ta có chọn Chúa thì chúng ta chọn cái Chúa nào mà nó mình có thể kiểm soát được cái ông đó. Mình có thể là thay mặt cái ông đó, mình có thể đại diện cho ông đó để mà cai trị loài người thì họ chọn. Ví dụ, các cái đảng phái, chính trị và tất cả những cái tổ chức về tôn giáo hay bất cứ một cái tổ chức nào mà không thờ lạy Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ thì đều là những người mà đã chọn Chúa nhưng có lợi cho họ, có nghĩa là họ chọn Chúa nhưng mà họ muốn trở thành Chúa. Họ muốn trở thành ông trời, họ trở thành những tôn giáo mà họ trở thành ông trời, chứ không thể nào trở thành một người phục vụ Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Như vậy thì chúng ta tin lời Chúa, chúng ta nghe lời Chúa và làm theo. Còn những kẻ vô tín, vô thần thì họ có tin Chúa thì có lợi cho họ, họ mới theo, còn không thì họ không theo. Đó là câu trả lời. Như bài học hôm nay và chúng ta đã qua cái bài học mà hôm qua, mỗi trước đây chúng ta đã học ở trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 3 có nói là chúng ta tin lời Chúa, nghe và làm theo, còn kẻ vô tín thì tin mà không làm theo đúng lời Chúa. Đó là trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 3 nói như vậy. Đó là bài học mà chúng ta đặt ra để mà chúng ta hỏi với nhau rằng quý vị tin Chúa thì cái điều gì là cho người ta biết rằng mình là người mà theo Chúa, mình được Chúa chọn? Thì câu trả lời chúng ta là việc làm của chúng ta. Việc làm của chúng ta chứng minh được chúng ta có người theo Chúa hay không. Còn nếu mà không có việc làm, con cái Chúa không có công an việc làm nào, không có điều gì phục vụ theo gọi của Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ được gọi là những người theo Chúa. Theo Chúa là chứng minh rằng chúng ta có công việc để mà phục vụ Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Như vậy thì trong Giăng đoạn 13 câu 1 đến câu 8, và tôi xin phép đọc sau đây. Xin chúng ta mở Kinh Thánh. Giăng 13 câu 1 câu 8 có viết như thế này: câu chuyện về Đức Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ. Tôi xin phép đọc. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết rằng giờ mình phải đến thế gian, đã trở về cùng Đức Chúa Cha. Đến rồi, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ để mưu vào kẻ phản Ngài, vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, vậy mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn quanh mình, lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đồ. Lại lấy khăn mình mà vấn và lau chân cho các môn đồ. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ, thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng,
hiện nay ngươi chẳng biết tự ta làm, nhưng là sau sẽ biết. Phi-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi sẽ chẳng có phần chi với ta. Đó là câu chuyện về Chúa rửa chân. Tại sao một người gọi là thầy, là Chúa của chùa, của các môn đồ ngày xưa cũng cho chúng ta mà phải rửa chân cho các môn đồ của Ngài? Đây là bài học mà Chúa đã giúp cho chúng ta để học về vấn đề Ngài là Chúa, Ngài là Cha mà còn rửa chân cho chúng ta. Huống gì chúng ta là những người mà con cái của Chúa thì phải yêu thương lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau và giúp đỡ nhau, kính trọng nhau và yêu thương nhau. Đó là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta trong bài học này. Bài học này để dạy chúng ta trong Giăng đoạn 13 câu 1 câu 8 này, cho chúng ta những cái việc để chúng ta có thể phục vụ, hầu việc, để mà yêu thương nhau, để mà dạy chúng ta tình yêu thương, yêu Chúa, để mà sống hòa bình, để chết thay cho tội lỗi cho chúng ta, để Chúa đến chữa lành bệnh tật chúng ta và để cho chúng ta được những điều chúng ta không thể làm được. Và Chúa quan trọng nhất mà Chúa lập những công việc trên thế giới này là để ban ân điển chúng ta. Ân điển đó ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Ấy là chính người đã cho người này làm sứ đồ, tiên tri, mục sư, giáo sư, v.v. Để cho chúng ta là con của Đức Chúa Trời, để chúng ta làm công việc mà chúng ta thấy rằng rất là kỳ cục. Tất cả những công việc mà Chúa ban chúng ta, những ơn phước Chúa ban chúng ta để làm gì, chúng quý vị biết không? Để chúng ta giết Chúa. Trong Kinh Thánh nói là để Chúa Giê-xu, con một của Đức Chúa Trời, chúng ta bị giết bởi Ngài, đã để cho con một của Ngài chịu chết trên cây thập tự giá đền tội chúng ta. Và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 23 có nói như vậy: các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên cây thập tự mà giết đi. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên cây thập tự mà giết đi. Như vậy thì chương trình của Đức Chúa Trời chọn chúng ta, cho Chúa Giê-xu xuống để mà dạy dỗ chúng ta 30 năm Ngài làm công việc để mà phục vụ gia đình. Nhưng 3 năm sau Ngài dạy dỗ cho chúng ta để làm cách nào để cho chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, để gánh tội lỗi cho chúng ta khi Ngài chết. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng chính loài người chúng ta đã giết Chúa, chứ không ai khác đi. Ngài đã làm việc chọn chúng ta để chúng ta sống, nhưng chúng ta thì đã giết Ngài. Và chính vì thế cho nên máu vô tội của Chúa Giê-xu Christ đã cứu chúng ta. Và những lần roi đau thương bị hành hạ, bị trừng phạt sẽ là chữa lành cho chúng ta, ban chúng ta những cái nhu cầu cho cuộc đời chúng ta. Đi đến kết luận của ngày hôm nay, tôi muốn trình bày quý vị trong Kinh Thánh có câu chuyện của Ê-sau, là người mà nghe, Ê-sai là người đã nghe Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau và hỏi ai là người sẽ cho chúng ta sai đi công việc. Thì Ê-sai là người đã nghe lén. Ông ta ở đâu đó, và trong Kinh Thánh có cho biết là một câu chuyện mà tôi xin phép để đọc quý vị nghe. Xin mở, chúng ta mở với nhau ở trong Ê-sai đoạn 6, bắt đầu từ câu 5 đến câu 10, viết như thế này. Ê-sai đoạn 6 từ câu 5, câu 5 đến câu 10, viết như thế này: bấy giờ tôi nói, để ông Ê-sai tôi nói đó, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy giữa một dân có môi dơ dáy. Bởi cớ tôi đã thay vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bấy giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà dùng kềm gấp nơi bàn thờ để lên miệng tôi mà nói rằng: này là cái này mà chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi bị bỏ rồi, tội ngươi được tha. Đoạn
tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa rằng, có con đây, xin hãy sai con. Ngài đáp rằng, hãy đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân này béo lòng, nặng tai, nhắm mắt e rằng mắt sẽ thấy được, tai nó nghe được, bây giờ nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Đây là điều mà hôm nay tôi muốn đọc đoạn Kinh Thánh này để đi đến một cái điều mà chúng ta có nên chọn lựa để mà chọn Chúa hay là chỉ để Chúa chọn chúng ta mà thôi. Trong câu chuyện, nhiều câu chuyện xảy ra trong Kinh Thánh cho biết chúng ta có những người tình nguyện làm công việc Chúa, nhưng mà ít ai có cái điều mà giống như là Esai được thấy Đức Chúa Trời, được nghe Đức Chúa Trời nói chuyện, và khi Ngài không gọi ông ta, nhưng Ngài chỉ nói chuyện với nhau và Ngài chỉ hỏi là ta sẽ sai ai đi cho công việc của ta, thì ông ta lớn tiếng mà thưa rằng, Here I am, send me, me, moi, she, and voir moi, có con đây, xin sai con. Đây là bằng chứng Kinh Thánh đã chép về ông Esai, mà Đức Chúa Trời đã sai ông đến công việc, nói với dân Israel rằng việc họ làm là phải làm, được sai đi vì đã chọn việc làm của Đức Chúa Trời, muốn chọn và sai đi. Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta tình nguyện làm việc, tình nguyện chọn Chúa để làm công tác. Hy vọng rằng chúng ta có tinh thần chọn Chúa để hầu việc Ngài. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã học bài học hôm nay chúng ta. Chúng ta chọn Chúa bởi vì Chúa yêu chúng ta. Còn chúng ta chọn Chúa mà bởi vì để trở thành Chúa thì không nên chọn Chúa làm gì. Bởi vì Chúa có thể có quyền hết tất cả mọi việc cho chúng ta. Ở trong Mark đoạn 33 câu 17 nói như thế này. Các môn đồ cãi nhau về coi xem ai lớn hơn hết. Chúng ta thường thường làm việc để mà theo Chúa. Chúa chọn chúng ta, nhưng có người thì thích chọn chúng ta được làm cao hơn người khác. Nhưng mà Chúa thì nghe thấy mấy môn đồ nói với nhau như vậy, thì Ngài lấy một đứa bé đến trước mặt Ngài và chỉ cho các môn đồ nói rằng ai muốn làm lớn hơn hết trong thế giới này, trong thế gian này thì hãy làm nhỏ. Còn ai làm nhỏ thì Chúa sẽ nâng lên cho làm lớn. Chứ còn người nào muốn làm lớn mà ganh ghét với người khác thì đó là điều mà Đức Chúa Trời không chọn. Chúng ta biết những điều này và chúng ta học được bài học là người hãy lấy hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời người. Và điều dân thứ hai, hãy yêu người khác như mình. Chúa chọn chúng ta hay là chúng ta chọn Chúa sẽ làm công việc mà Chúa muốn. Và Chúa dạy dỗ chúng ta để chúng ta đi trong đường lối của Ngài. Các môn đồ cãi nhau để coi xem ai làm lớn, thì Chúa cho biết rằng người làm lớn là người làm nhỏ hơn hết. Phải làm nhỏ thì mới có thể làm lớn được. Còn làm lớn thì chẳng bao giờ có thể vừa lòng được Đức Chúa Trời, vì sẽ kiêu ngạo lên mình muốn trở thành một ông trời, làm cho mình chọn lựa trời. Nhưng thành thật là mình muốn làm ông trời, giống như các tôn giáo, tà giáo ngày hôm nay và các công tác của những người làm công việc chính trị của thế giới ngày hôm nay. Họ muốn họ trở thành ông trời để lãnh đạo và điều khiển chúng ta, cho nên bây giờ nó gây ra những sự chia rẽ rất là trầm trọng trên toàn cầu này. Và chúng ta cầu nguyện cho họ, bởi vì Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà cầm quyền. Ngày hôm nay chúng ta nhớ để cầu thay cho nhau, và nhất là cho cái COVID-19 này được sớm Chúa ban phước để nó xếp qua đi. Chứ đừng để $20 giá có thể giết được một người, và biết bao nhiêu đô la ngày hôm nay có thể thêm vào để mà cứu sống một người cũng không thể cứu được đâu. Chúng ta cần hơi thở và chúng ta cần sự chọn lựa của Đức Chúa Trời ban chúng ta. Amen. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương nhân từ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa để cho chúng con có được bài học ngày hôm nay. Để chúng con biết rằng chính Chúa đã chọn chúng con. Chúa chọn chúng con bởi vì Ngài đã yêu thương chúng con. Ngài muốn chúng con vô tội trước mặt Ngài, bởi vì Ngài không muốn những kẻ có tội đến trước mặt Ngài, vì ai có tội đến trước mặt Ngài sẽ chết. Cho nên chương trình của Chúa Giêsu Christ
33 năm xuống thế gian này để làm một công việc thôi là sửa soạn tất cả mọi công tác để mà Đức Chúa Trời công nhận rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đó là công tác mà cứu vớt loài người chúng con ra khỏi tội ác, để nhân danh Chúa Giêsu Christ để chúng con được sống và chúng con được tha tội, chúng con sẽ đến và có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính chào quý vị và các bạn.